Nhiệm kỳ qua, phát huy những phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thị xã Đông Triều đã đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo, thực hiện đạt và vượt 100% chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ Đông Triều lần thứ 17 đã đề ra. Các hoạt động của hội tập trung hướng về cơ sở, đáp ứng tâm tư nguyện vọng của đông đảo hội viên phụ nữ. Vai trò vị thế của hội ngày càng được nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, ổn định an ninh chính trị của thị xã. Hội Phụ nữ thị xã Đông Triều hiện có 21 cơ sở trực thuộc, 209 chi hội với 34.626 hội viên. Với lực lượng phụ nữ chiếm 49,8% dân số, nhiệm kỳ qua, các cấp hội phụ nữ của thị xã Đông Triều đã luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, định hướng của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, của Thường trực Thị ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thị xã. Sự ủng hộ, tạo điều kiện của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan phòng ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội trong thị xã, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua và các cuộc vận động do Trung ương hội, tỉnh và thị xã phát động. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả được chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao, có sức lan tỏa trong cộng đồng. Triển khai phong trào thi đua, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã đã cụ thể hóa thành phong trào thi đua, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 503 sạch và cuộc vận động, phụ nữ Đông Triều chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện ngày Chủ nhật xanh. Hoạt động này đã thu hút trên 80% hội viên phụ nữ tham gia như duy trì hiệu quả phong trào ngày Chủ nhật xanh, duy trì chất lượng 25 tuyến đường xanh sạch đẹp do hội quản lý, 67 mô hình xã hội tại các xã phường, hỗ trợ cung cấp thông tin kiến thức về nước sạch, vệ sinh môi trường trực tiếp đến hội viên phụ nữ. Với cách làm thiết thực phù hợp tình hình đặc thù, 100% hội gia đình hội viên phụ nữ nắm vững và thực hiện các tiêu chí của cuộc vận động. Qua bình xét hàng năm, gần 80% số hộ gia đình hội viên phụ nữ đạt tiêu chuẩn 503 sạch. Hưởng ứng cái phong trào 503 sạch thì tôi cùng với các chị em phụ nữ trong khu dọn vệ sinh, cắt tỉa những tuyến đường hoa, về nhà thì là xây dựng gia đình hạnh phúc, sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ, bảo ban con cái học hành để gia đình hạnh phúc. Hàng năm, hội đã cụ thể hóa nội dung, giao các chỉ tiêu và phát động các phong trào thi đua yêu nước với xây dựng các mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực kinh tế xã hội cho các cơ sở hội. 100% cơ sở hội đăng ký các nội dung cụ thể, thực hiện chủ đề công tác năm theo đúng phương châm, năm rõ của hội. Đó là rõ người, rõ việc, rõ mô hình, rõ địa chỉ, rõ hiệu quả. Năm 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã bắt đầu triển khai mô hình vận động phụ nữ Đông Triều tham gia 3T nhằm phổ biến, tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ hội viên, người dân trên địa bàn, nâng cao nhận thức, hình thành thói quen, lối sống thân thiện với môi trường, tầm quan trọng và trách nhiệm của mỗi người, mỗi gia đình, thực hiện việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt từ gia đình, tận dụng phế liệu tái chế, biến rác thành tiền, góp phần chống rác thải nhựa, tiết kiệm tài nguyên, giảm thiểu tổng lượng rác thải ra môi trường, bảo vệ môi trường. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã đã triển khai sâu rộng sáng tạo chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đến các cán bộ, hội viên phụ nữ, chủ động chỉ đạo các cơ sở hội đăng ký các phong trào, mô hình học tập và làm theo Bác như giỏi việc nước, đảm việc nhà, phụ nữ nuôi dạy con tốt, phụ nữ giúp nhau làm kinh tế giỏi, mái ấm tình thương, đồng hành cùng phụ nữ biên cương. Tiêu biểu như duy trì hoạt động của câu lạc bộ phụ nữ nuôi dạy con tốt, câu lạc bộ quyền trẻ em tại hai phường Hưng Đạo và Xuân Sơn, 111 câu lạc bộ dân vũ và bóng chuyền hơi. Hội đã phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã tổ chức thành công giải bóng chuyền hơi và dân vũ thị xã năm 2020 với sự tham gia của 21 đội bóng chuyền hơi và 21 đội dân vũ của các xã phường.
Ngoài ra, các cấp hội đã quan tâm hình thức tuyên truyền thông qua nhóm nhỏ đối với từng đối tượng, đổi mới theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trang mạng xã hội Zalo, Facebook. Nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp hội phụ nữ của thị xã đã triển khai thực hiện hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, hội đã tập trung tuyên truyền vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc. Nhân dịp các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước, địa phương và kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 hàng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã đã tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị thiết thực với nhiều hoạt động phong phú, hiệu quả tác động vào gia đình và cộng đồng. Các cấp hội thường xuyên thăm hỏi, động viên, hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn thương tích. Một trong những khâu đột phá mà Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã thực hiện có hiệu quả trong nhiệm kỳ qua đó là hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Hội đã phối hợp nâng cao kiến thức sản xuất, kinh doanh cho phụ nữ, đẩy mạnh phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi và phụ nữ giúp nhau làm kinh tế giỏi, gắn với bảo vệ môi trường, tạo điều kiện cho các cơ sở hội tăng cường khả năng tiếp cận vốn vay và nâng cao chất lượng tín dụng, hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất. Các cấp hội đã tín chấp cho hội viên vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội Thị xã và Ngân hàng Agribank chi nhánh Tây Quảng Ninh với tổng dư nợ trên 150 tỷ đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã phường đã duy trì hoạt động có hiệu quả các mô hình kinh tế, chú trọng tăng chất lượng, giá trị sản phẩm gắn với chương trình Mỗi xã phường một sản phẩm. Đồng thời, hội còn phối hợp duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của câu lạc bộ doanh nhân nữ bằng hình thức kết nối tạo thị trường, giới thiệu và quảng bá sản phẩm. Với sự chủ động, nỗ lực, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thị xã đã có nhiều sáng tạo, linh hoạt, gắn nội dung chỉ tiêu của các đề án 279, 938, 939 của chính phủ trong các chương trình kế hoạch, các cuộc vận động, phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội, triển khai thực hiện theo lộ trình các đề án và đạt được nhiều kết quả. Công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tham gia xây dựng đảng chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện theo quy định cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức hội. Tổ chức các giải pháp thu hút các tầng lớp phụ nữ tham gia hoạt động hội, phát huy vai trò hội viên nòng cốt, huy động nội lực và sức mạnh của hội viên phụ nữ, góp phần thực hiện tốt khâu đột phá, đồng hành xây dựng chi tổ hội vững mạnh. Chỉ tiêu phát triển hội viên mới luôn đạt và vượt mức đề ra. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp mới 2.174 hội viên, nâng tổng số hội viên của hội đến nay là 34.626 người. Tỷ lệ thu hút hội viên đạt trên 80%. Hội đã chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội viên nòng cốt từ cấp cơ sở, tổ chức nhiều khóa học, lớp bồi dưỡng bổ sung kiến thức, kỹ năng về công tác hội. Tại đại hội đảng các cấp vừa qua, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy cơ sở hầu hết đều đạt tỷ lệ từ 20% trở lên. Tỷ lệ nữ tham gia ban chấp hành đảng bộ thị xã là 12 trên tổng số 41, đạt 29,3%. Tỷ lệ trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh là 1 trên 3, đạt 33,3%. Tỷ lệ nữ trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã 12 trên tổng số 35, đạt 34,3%. Tỷ lệ nữ trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã phường là 182 trên tổng số 463, đạt 39,3%. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở hội tổ chức thành công Đại hội Phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026, phát động các phong trào thi đua và được đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ hưởng ứng bằng công trình, việc làm cụ thể. Tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Đông Triều hiện nay có hơn 34.600 hội viên. Chúng tôi xác định là xây dựng và tổ chức hội vững mạnh là một nhiệm vụ quan trọng và then chốt xuyên suốt cả một cái nhiệm kỳ. Chúng tôi thường xuyên tăng cường các giải pháp, mở rộng các cái mô hình, tổ chức nhiều hoạt động phong trào phong phú, tập hợp thu hút hội viên để trẻ em thực sự coi tổ chức hội là mái nhà chung của mình. Nhiều phong trào mô hình được nhân rộng và đạt được hiệu quả như là phụ nữ giúp nhau làm kinh tế giỏi, giỏi việc nước đảm việc nhà, vận động phụ nữ tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao. Ngoài ra thì chúng tôi cũng rất là chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội từ cơ sở đến các chi tổ, tổ chức nhiều các cái lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức kỹ năng cho cán bộ và thường xuyên khích lệ động viên chị em cùng tham gia, phối hợp cấp ủy các địa phương lựa chọn cán bộ hội có đầy đủ năng lực phẩm chất, trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị để đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay.
Đặc biệt, trong hơn một năm vừa qua, các cấp hội phụ nữ đã có nhiều nỗ lực trong tổ chức hoạt động hội, phong trào thi đua yêu nước phù hợp sáng tạo, linh hoạt với bối cảnh vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Các cấp hội đã nêu cao tinh thần chủ động, trách nhiệm trong quán triệt và triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên, thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh và các khuyến cáo phòng chống dịch bệnh của ngành y tế, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tích cực phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tại các xã phường, tham gia các chốt, tổ truy vết, kiểm soát phòng chống dịch, thăm và tặng quà cho các chốt kiểm soát dịch, trao tặng quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thành lập các tổ nhóm may, phát khẩu trang miễn phí và làm tấm chắn giọt bắn. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã chỉ đạo các cơ sở hội, cán bộ, hội viên chung tay hỗ trợ tiêu thụ những sản phẩm nông nghiệp và hoa cây cảnh cho những địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đại hội Phụ nữ lần thứ 18, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong một bối cảnh Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Đông Triều thực hiện cái nghị quyết Đại hội Đảng bộ của thị xã lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025 và nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ của tỉnh lần thứ 15. Đó là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phát huy dân chủ, chủ động sáng tạo, khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo cái động lực mới cho sự phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh và xây dựng Đông Triều đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu và thành lập thành phố trực thuộc tỉnh. Để thực hiện tốt các mục tiêu đó thì đòi hỏi Đại hội Phụ nữ lần này phải tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và phát huy cái sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Trong đó thì có cái vai trò quan trọng của tổ chức hội và giới phụ nữ toàn thị xã. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã phải cần tiếp tục đổi mới cái phương thức hoạt động của hội để xây dựng và củng cố tổ chức hội thật sự vững mạnh, phát huy được thế mạnh của phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực, tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền các cấp, thực hiện vai trò giám sát, phản biện xã hội, cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề xây dựng gia đình văn hóa, lo ấm, bình đẳng, hạnh phúc và tiến bộ, chăm sóc giáo dục trẻ em, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ thuần phong mỹ tục, truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Những kết quả mà các cấp hội phụ nữ Đông Triều đạt được trong nhiệm kỳ 2016-2021 đã để lại những dấu ấn khó quên. Đó chính là kết quả của cả một chặng đường bền bỉ chăm lo củng cố xây dựng tổ chức hội và đổi mới sáng tạo trong triển khai, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của hội gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Kết quả ấy chính là cơ sở tiền đề để phụ nữ Đông Triều vững bước trong chặng đường tiếp theo, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ công tác hội vì sự bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ, cùng với cấp ủy đảng, chính quyền đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương Đông Triều giàu đẹp, đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu và thành lập thành phố Đông Triều vào năm 2022.